Các bạn đang nghe truyện đồ nhi chớ hoảng sợ, vi sư ở đây trên kênh TV Audio CV. Chương 730, ta không phải nham lý, ta là thẩm an tại. Hơi thở của thẩm an tại hơi loạn, hắn từ từ quay đầu lại. Phía sau, mộ dung thiên quay lưng về phía bình minh, ánh sáng ngày mới tỏa ra từ bên cạnh hắn, bóng cây lay động. Hốc mắt hắn đỏ hoe, mọi hơi thở dường như đều biến mất, kể cả sinh cơ. Lúc này, hắn thậm chí còn không có cảm giác tồn tại hơn cả người chết. Hơi thở của thẩm an tại hơi nghẹn lại. Một trong những bí thuật của thần nông dược quyển, vũ hậu phù du, có thể phong tỏa toàn bộ hơi thở của người thi triển trong thời gian ngắn, giống như phù du sau cơn mưa, tĩnh lặng như không có gì. Tên nhóc này, từ khi nào học được bí thuật của thần nông dược quyển vậy? Có phải là cảnh tuyết dậy không? Hơn nữa, rõ ràng là hắn đã nhìn thấy hắn rời đi, sao lúc này lại xuất hiện ở đây? thần nông dược quyển, vũ hậu phù du, tam thập lục luyện khí cổ pháp, càng khôn hóa vật. Mộ dung thiên nhìn người trung niên áo trắng trước mặt có diện mạo hoàn toàn khác so với trong trí nhớ, cố gắng kìm nén cảm xúc, từng chữ từng chữ nói. Sau khi rời khỏi thiên huyền, sư muội lo lắng tính tình của ta sau này sẽ gặp nguy hiểm nên đã đặc biệt dạy ta thuộc vũ hậu phù du này, sư đệ cũng đặc biệt luyện chế cho ta một khôi lôi, để dùng làm kế thoát xác. Đệ tử không ngờ rằng, lần đầu tiên thi triển, lại là để gặp sư phụ. Hốc mắt mộ dung thiên hơi đỏ, hắn chăm chú nhìn người trung niên trước mặt, dường như sợ rằng khoảnh khắc tiếp theo đối phương sẽ biến mất. Thẩm an tại cũng cuối cùng hoàng hồn. Không ngờ tên ngốc này, tâm tư lại đã kín đáo đến vậy, thậm chí còn lừa được cả hắn. Thật sự là, xanh hơn bầu trời mà. Hắn há miệng, muốn nói gì đó. Nhưng thấy bầu trời vốn xanh đã tím ngắt, thời tiết tốt đẹp đột nhiên sấm sét ầm ầm, mưa phùn giăng giăng mưa lạnh rơi trên vai hắn dường như đang cảnh cáo hắn điều gì đó ngươi nhận nhầm người rồi ta không phải sư phụ của ngươi hắn lắc đầu từ từ lên tiếng không mộ dung thiên đột nhiên lắc đầu ánh mắt sáng ngời ngươi chính là ngươi nhất định là giọng điệu hắn chắc chắn lập tức quỳ xuống tiếng dập đầu vang lên như sấm sư phụ nhìn thấy thiếu niên mặc đồ đen ướt sũng dưới mưa bão bất chấp mái tóc đen dính đầy bùn đất dập đầu thật mạnh trong lòng thẩm an tại có chút không thoải mái hắn tiến lên hai bước giơ tay che một chiếc ô nhìn ánh mắt thiếu niên vẫn ngoan cố như khi ở thanh vân phong năm xưa nhưng vẫn không thừa nhận mình chính là sư phụ của hắn sư phụ của ngươi là ai tên gì thiên huyền giới nam quyết vực phong chủ thanh vân phong của linh phù sơn nham lý mộ dung thiên trả lời nhưng ta không phải nham lý ta là thẩm an tại ta cũng chưa từng nhận ngươi làm đệ tử thẩm an tại nhìn chằm chằm hắn mặc dù có chút chua xót nhưng ánh mắt lại có chút hờ hững người trước sửng sốt cao mày thẩm an tại cái tên rất đặc biệt hình như hắn chưa từng nghe qua nhưng tại sao chưa từng nghe qua mà lại không hề cảm thấy xa lạ chút nào sư phụ của ngươi không ở đây ngươi nhận nhầm người rồi cái gì mà vô song ngự kiếm quyết mà ngươi nói ta chỉ tình cờ học được từ một cổ tịch mà thôi thẩm an tại hiểu rõ lúc này không thể mềm lòng nếu không thì người chịu thiệt không phải mình mà là bọn họ lòng sắt đá, hắn vứt ô, quay người bỏ đi. Ta không tin, chắc chắn là người lừa ta. Mộ dung thiên quỳ trong mưa, không ngừng kêu gọi. Mặc dù đối phương đã nói không phải nham lý nhưng hắn không tin. Sư phụ, sư phụ, hắn quỳ bò về phía trước, muốn tìm kiếm một câu trả lời. Đổi lại, chỉ có một chữ lạnh lùng. Cúc, gió mạnh nổi lên, cùng với sấm chớp, một sức mạnh to lớn trực tiếp đánh thanh niên mặc đồ đen bay hàng chục trượng, lăn mấy vòng trên mặt đất một cách thảm hại. Phát quan vỡ tan, tóc đen dính bùn đất dính vào mặt, mộ dung thiên chảy máu mũi và miệng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ một đòn vừa rồi, cân cốt của mình đã vỡ 10 phần 8 chín, thậm chí động thiên cũng vỡ nát, linh nguyên mất kiểm soát, ngay cả việc chữa lành vết thương cũng không làm được. Sư phụ, mặc dù ngay cả đứng cũng không đứng dậy nổi nhưng mộ dung thiên vẫn ngẩng đầu lên, Hoang Cố nhìn người trung niên áo trắng từng bước đi vào sân, gọi theo. Thẩm An tại không quay đầu lại, vung tay đóng cửa sân. Hứa Thiên Diệp đứng bên ngoài, vẫn nhìn cảnh này, hắn có chút sửng sốt. Vị tiền bối lạnh lùng trước mặt, vị tiền bối dường như không có cảm xúc gì, lúc này rõ ràng khóe mắt hơi ương ước. "Tiền bối, người đã lấy được long khí, người đi theo ta hay tiếp tục ở lại đây?" Giọng điệu của Thẩm An tại lạnh lùng, cắt ngang lời hắn. Người sau biết mình suýt nữa hỏi những điều không nên hỏi, vội vàng chấp tay nói. Nguyện đi theo tiền bối. Vừa dứt lời, gió mạnh cuốn tới, hai người đã biến mất tại chỗ. Cùng biến mất, còn có Tiểu Vân vẫn đang hôn mê trong nhà. Mưa bão dần nhỏ lại, ánh sáng yếu ớt xuyên qua những đám mây đen, rọi vào người thiếu niên đầy bùn đất, thảm hại nhưng lại không mang đến cho hắn một chút ấm áp nào. Hắn có thể cảm nhận được, sinh cơ của mình đang không ngừng trôi đi, thức hải của mình cũng bị một đòn vừa rồi đánh tan giờ đây trời đất đảo lộn hơi thở tử vong càng ngày càng nồng nặc hơi thở của hắn dần yếu đi ngay cả việc cử động một ngón tay cũng vô cùng khó khăn nhìn về phía vòm trời bóng người mặc áo trắng đang dần xa mộ dung thiên cố gắng giơ tay ra muốn đuổi theo nhưng bất lực cùng với việc tầm nhìn dần tối lại cánh tay giơ lên của hắn cũng từ từ hạ xuống sư phụ Sư phụ mặc dù ý thức dần mơ hồ nhưng hắn vẫn lẩm bẩm gọi hai chữ này trong miệng. Lẩm bẩm, lặp đi lặp lại. Dường như trong lòng hắn, chỉ cần gọi hai chữ này, đối phương nhất định sẽ quay lại, nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng cho đến khi tầm nhìn hoàn toàn tối đen, người trung niên áo trắng đó cũng không dừng lại một khắc, không quay đầu lại một lần. Lạnh lùng đến cực điểm, dường như chỉ tiện tay nghiền chết một con kiến, căn bản không cần để ý ý thức chìm xuống mộ dung thiên cảm thấy mình như rơi vào một vực sâu không thấy đáy, xung quanh một màu đen kịch. Trên không, ánh sáng duy nhất đang dần xa, mặc cho hắn dãy dụa, nếu kéo thế nào cũng vô ích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới hoàn toàn tối đen, rơi vào sự chìm đắm vô tận đó. Đồ ngốc, đồ ngốc ngươi sao vậy? Nhanh tìm người, hắn sắp chết rồi, thương thế nặng quá, rốt cuộc là ai đã làm bị thương mộ dung huynh, trong bóng tối, hắn như nghe thấy giọng nói của đông phương thanh mộc và những người khác nhưng hắn không thể đáp lại cũng không muốn đáp lại ý thức của hắn bắt đầu tê liệt tối sầm lại không còn chút ánh sáng nào nhưng ta không tên là nham lý ta tên là thẩm an tại ta cũng chưa từng nhận ngươi làm đệ tử cúc cảnh tượng vừa rồi liên tục lặp lại những lời nói lạnh lùng đó dần dần khiến mộ dung thiên vốn còn đang giãy dụa không muốn chết trong lòng từ từ bình tĩnh lại hắn trơ mắt nhìn bóng tối nuốt chửng mình không còn dãy dụa nữa. Trong đầu hắn, chỉ còn lại một câu hỏi cuối cùng, một câu hỏi mà hắn chưa từng nghĩ đến. Nhưng lúc này, hắn không thể không nghĩ. Sư phụ hắn, có phải không cần mình nữa rồi không? Trên bầu trời, thẩm an tại không nhìn ngang, một đường bay vút. Hứa thiên diệp cổng tiểu vân đang hôn mê, có chút muốn nói lại thôi. Mặc dù không quay đầu lại nhưng thẩm an tại cũng nhận ra biểu cảm của hắn, lạnh lùng lên tiếng. Ngươi muốn nói gì? Tiền Bối, ngài, tại sao lại giết mộ Dung sư huynh? Hắn có chút khó xử, có chút không hiểu. Cú đánh vừa rồi, gần như hoàn toàn đánh nát mạch tâm và thức hải của mộ Dung Thiên, căn bản không để lại bất kỳ đường sống nào. Cái chết của hắn đã trở thành kết cục đã định. Hắn có chút không muốn tin, Tiền Bối trước mắt sẵn sàng giúp mình cứu chữa muội muội, vậy mà lại là một ma đầu giết người không chớp mắt. Hơn nữa, qua chuyện vừa rồi có thể thấy, đối phương nhất định là quen biết mộ Dung Thiên biết đâu, giống như lời hắn nói, hai người là quan hệ sư đồ. Nhưng, tại sao lại giết hắn, nghe hắn hỏi, thẩm an tại sắc mặt hờ hững, chỉ nói một câu mơ hồ. Ta dạy ngươi nhiều như vậy mà vẫn dạy ủng sao, phù pháp chi đạo, mắt thấy chưa chắc đã là thật. Mặc dù nói là phù pháp nhưng cũng là gián tiếp cho hứa thiên diệp đáp án. Cũng khiến hắn trong lòng hơi thở phào nhẹ, mặc dù tiếp xúc với mộ dung thiên không nhiều nhưng có thể thấy, hắn là người rất tốt cho nên hắn đương nhiên không muốn hắn cứ thế chết đi nội môn trong dược đường ừm mộ dung thiên chậm rãi mở mắt đập vào mắt là hai khuôn mặt thanh niên kề sát dọa hắn giật mình tỉnh rồi tỉnh rồi đồ ngốc đồ ngốc ngươi không sao chứ ô thiên nghị và đông phương thanh một lộ vẻ mừng rỡ phía sau lăng phi sương khoanh tay dựa vào ngưỡng cửa hơi nghiêng đầu thấy mộ dung thiên tỉnh lại trong lòng thở phào nhẹ nhõm còn lý trường sinh ngồi trên ghế bên cạnh chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục tu luyện. Ta, à, không chết sao, mộ dung thiên có chút do dự, nhìn thoáng qua cơ thể mình. Suýt nữa, ngươi suýt nữa thì chết rồi, ô thiên nghị một trận sợ hãi. Nếu trong cơ thể ngươi không có long khí cuồn cuộn duy trì mạng sống, e rằng cũng không chống đỡ được đến khi liễu tiền bối đến cứu ngươi. Nói đến đây, trong mắt hắn lại hiện lên vài phần hâm mộ. Nói đến ngươi tên này đúng là số lớn, cũng coi như họa được phúc, rõ ràng toàn thân gân cốt vỡ nát thức hải động thiên đều bị phá hủy thế mà lại vừa vặn để tàn hồn tổ long có cơ hội hoàn toàn dung hợp với ngươi hơn nữa còn giúp ngươi khôi phục thương thế đồng thời cường hóa đạo thể tàn hồn tổ long mộ dung thiên sửng sốt sau đó hơi nắm chặt tay vù chỉ là nắm tay hư không đã phát ra tiếng vù vù yếu ớt hiển nhiên nhục thân chi lực của hắn hiện tại đã mạnh mẽ đến một trạng thái cực kỳ khủng bố thánh cảnh thất phẩm hắn ánh mắt sửng sốt có chút thất thần không ngờ, nhục thân chi lực lại đột phá vào thánh cảnh thất phẩm, quả nhiên là kẻ ngốc có phúc, rõ ràng suýt nữa thì chết, thế mà lại không chết, còn được cơ duyên lớn như vậy, nếu không thì tàn hồn tổ long kia, liễu tiền bối nói ngươi muốn hoàn toàn hấp thụ, ít nhất cũng phải mất 5 năm. Ngay cả Đông Phương Thanh một vốn chẳng quan tâm đến chuyện gì, lúc này nói chuyện cũng có thêm vài phần treo chọc. Kẻ ngốc có phúc mộ dung thiên đôi mắt thất thần, nhìn chầm chầm nắm đấm của mình, không nói gì. Đại trưởng lão nói, hứa thiên diệp đã biến mất chuyện này hẳn là do người của hợp hoang tông vẫn luôn ẩn nút trong linh môn làm ngươi cũng suýt nửa chết trong tay hắn ô thiên nghị nghiêm túc lên tiếng nhìn trầm trầm hắn mộ dung huynh đều tại chúng ta nếu không phải chúng ta hiểu lầm người đứng sau hứa thiên diệp là sư phụ ngươi ngươi cũng sẽ không lời còn chưa dứt mộ dung thiên đã vội xua tay các ngươi ra ngoài đi ta muốn tĩnh tâm Mộ dung huynh ta thật sự không sao, để ta yên tĩnh một lát. Mộ dung thiên cười khổ, không nhìn ra được suy nghĩ thực sự trong lòng hắn. Thấy hắn như vậy, mọi người cũng không tiện ở lại lâu, chỉ có thể dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt rồi lần lượt rời đi. Lý Trường Sinh cũng thoát khỏi trạng thái tu luyện, từ khi biết Mộ Dung Thiên không chết, ngược lại nhục thân chi lực tăng vọt, hắn trong lòng càng thêm gấp gáp, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tu luyện. Hiện tại Mộ Dung Thiên không sao, hắn cũng có thể quay về chấp pháp đường, chuyên tâm đột phá. Ba người rời đi, nơi này chỉ còn lại Lăng Phi Sương nàng bước những bước chân dài đi đến bên giường sư tỷ sao ngươi còn chưa đi mộ dung thiên hơi nhíu mày đoàn một cái búng tráng giáng xuống lăng phi sương sắc mặt lạnh lùng nói chuyện với sư tỷ như vậy sao mộ dung thiên ôm tráng vừa buồn cười vừa bất lực nói đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lăng phi sương nhìn hắn lạnh lùng lên tiếng gần đây ngươi vẫn luôn lặp đi lặp lại một cái tên hắn là ai một cái tên mộ dung thiên sửng sốt. Đúng vậy, tên là Thẩm An Tại. Hắn sửng sốt, sau đó ánh mắt phức tạp, không lên tiếng. Chỉ là trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh lúc đó. Thấy hắn không nói, Lăng Phi Sương bực mình nói, ngươi không nói ta cũng biết, bọn Đông Phương Thanh Mộc đã kể lại đầu đuôi sự việc cho ta. Người đó không phải sư phụ ngươi, sư phụ ngươi không thể nào ra tay giết ngươi, ta biết ngươi rất nhớ nham lý sư bá nhưng hắn đã không còn nữa, ngươi hiểu không, nói đến cuối, giọng điệu của lăng phi sương cũng dịu đi vài phần trong mắt có chút lo lắng không mộ dung thiên đột nhiên lắc đầu nắm chặt tay ta không hề chết sư phụ hắn làm như vậy nhất định là có lý do ngu ngốc nếu đông phương thanh một bọn họ đến chậm một bước nếu sư phụ ta không có ở đó nếu trong cơ thể ngươi không có tàn hồn tổ long thì bây giờ ngươi đã chết lạnh rồi đối với sự cố chấp của hắn lăng phi sương cũng cảm thấy bất lực nhưng bây giờ ta vẫn còn sống thậm chí còn luyện hóa được tàn hồn tổ long, Mộ Dung Thiên lắc đầu, hắn không cho rằng sư phụ muốn giết mình, mà là đang giúp mình lợi dụng long khí để tái tạo gân cốt, nâng cao uy năng đạo thể, sư phụ đang giúp ta, hắn có nỗi khổ không thể nói, không thể nhận ta mà thôi. Nghe hắn nói chắc chắn như vậy, nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, Lăng Phi sư ngược lại có chút thương xót cho chàng thanh niên trước mắt. Kể từ sau khi nham lý chết, sư đệ của hắn giống như đứa trẻ mồ côi mất đi chỗ dựa nghe nói những năm gần đây ở linh môn luôn rất khiêm tốn trầm ổn không bao giờ gây chuyện khác xa với chàng thanh niên năm xưa bộc lộ sự sắc sảo thậm chí dám đánh chết thác bạc phá nhạc trong cuộc thi võ bốn vực bởi vì lúc đó hắn biết dù hắn làm gì giết ai chọc vào thế lực nào thì sau lưng hắn vẫn luôn có người chống lưng mà người đó chính là phong chủ thanh vân phong sư phụ của hắn vốn tưởng rằng chàng thanh niên đã trưởng thành từ ngày sư phụ qua đời nhưng giờ đây lăng phi sương mới phát hiện ra hắn vẫn là hắn, chỉ là cảm xúc trở nên nội tâm hơn rất nhiều. Chỉ khi có tin tức về sư phụ, hắn mới mất đi lý trí, mới một lần nữa trở thành mộ dung thiên cố chấp kia. Cũng phải thôi. Huynh trưởng như cha, hắn không thể biểu lộ mặt non nớt của mình trước mặt các sư đệ sư muội đồng môn. Chỉ trước mặt sư phụ, hắn mới có thể vô tư trở về làm mộ dung thiên kia. Chàng thiếu niên ngốc nghếch đáng yêu kia. Chỉ vì, đó là sư phụ của hắn, là người sư phụ đối xử với hắn như con đẻ. Vậy tiếp theo ngươi định làm gì, đi đạo môn hay ở lại linh môn? Lăng Phi Sương biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của hắn, bèn chuyển sang hỏi chuyện của hắn. Sư phụ không nhận ta, chắc chắn là vì bây giờ ta quá yếu, sợ rằng một khi nhận ta sẽ khiến ta mất mạng, cho nên ta phải trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến mức không ai có thể đe dọa được sư phụ, khiến sư phụ cảm thấy khó xử. Mộ Dung Thiên nói, nhìn ra bên ngoài núi xanh nước biếc, sự mơ hồ trong mắt dần tan đi hắn quay đầu nhìn thẳng vào lăng phi sương đột nhiên nở nụ cười giống như chàng thiếu niên năm xưa rạng rỡ tự tin thế gian rộng lớn như vậy ta muốn một mình ra ngoài phiêu bạc phiêu bạc đến mức thiên hạ đều biết tên ta đều biết mộ dung thiên ta chính là đại đệ tử thanh vân phong kiếm tiên đệ nhất đại an ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của chàng thanh niên trong khoảnh khắc khiến lăng phi sương nhìn thấy chàng thiếu niên năm xưa trên thanh vân phong thiên hạ đều biết tên ngươi sao nàng lẩm bẩm sau đó nhẹ nhàng gật đầu được nàng đứng dậy đi về phía cửa vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe ta sắp rời khỏi linh môn trở về thanh tâm tông tu luyện rồi đi đến cửa nàng lại dừng lại hơi quay đầu lại gió nhẹ thổi bay tà áo của nàng thổi tung mái tóc xanh dài lướt qua khuôn mặt tuyệt đẹp lạnh lùng kia sư tỷ tin ngươi cho nên ngươi phải sống thật tốt nhưng nếu ngươi chết ta sẽ khiến cả chính vực đều biết hậu quả của việc giết ngươi mộ dung thiên nhìn nữ tử lạnh lùng kia dần dần đi xa trong lòng dâng lên một dòng nước ấm ngoài núi linh môn tiền bối chúng ta còn không đi sao hứa thiên dịp nhìn người trung niên đứng bên sườn núi do dự lên tiếng hắn có thể cảm nhận được hàng khí trong cơ thể thiếu nữ được hắn cõng trên lưng ngày càng nghiêm trọng nghiêm trọng đến mức khiến hắn cũng cảm thấy lạnh lẽo e là nếu không cứu chữa thì không còn sống được bao lâu nữa thẩm an tại không nói gì chỉ tiếp tục chờ đợi không lâu sau, có một bóng người từ xa bay tới. Gặp qua Tiền Bối, Lý Tam trưởng lão lo lắng đáp xuống, chấp tay hành lễ. Thẩm An tại liếc nhìn hắn, hờ hững lên tiếng, "Đã mang đồ tới chưa?" "Thưa Tiền Bối, đã mang tới rồi." Người sau lấy ra một chiếc hộp nhỏ, hai tay dâng lên. Bên trong chính là con cửu u đăng xà còn nhỏ. "Đi thôi." Thẩm An tại phất tay áo, thu hộp vào. "Đi đâu?" lý tam trưởng lão lo lắng lên tiếng hợp hoang tông cái này hắn giật mình do dự nói tiền bối tin tức về cửu u đăng xà phản bối đã nói cho tiền bối rồi phản bối còn nhiều việc phải bận trong môn xin không đi cùng tiền bối ngươi không muốn đi thẩm an tại quay đầu nhìn hắn hơi nheo mắt lại người trước né tránh ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn đùa à hắn là người chính đạo nếu đến địa bàn ma đạo bị người ta phát hiện thì còn giữ được mạng không? Nếu ngươi không muốn đi, vậy thì về đi. Thẩm An tại hờ hững lên tiếng, nghe vậy, sắc mặt Lý Tam trưởng lão mừng rỡ, vội vàng chấp tay. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, nói xong, hắn quay người bỏ chạy. Nhìn hắn đi xa, trong mắt Thẩm An tại lộ ra một tia lạnh lẽo, tiện tay vung lên. Ken, tiếng đàn vang lên, lưỡi dao giết người bằng âm thanh lóe lên trong nháy mắt. Lý Tam trưởng lão còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện mình như bị người ta xách lên, đang rời xa Linh Môn. Ánh mắt hắn dần tối lại, cuối cùng không còn ánh sáng. Hứa thiên dịp kinh hải nhìn người trung niên đang cầm một cái đầu lâu, âm thầm nuốt nước bọt, càng thêm sợ hãi. Thật tàn nhẫn, thẩm an tại dẫn theo hai người, một đường bay nhanh. Bây giờ Linh Môn đã xong việc, hắn cũng đến lúc nghĩ cách nâng cao thực lực của mình rồi. Còn con cửu U Đăng Xà kia chính là cơ hội hiện tại của hắn. nếu có thể có được một con cửu u đăng xà trưởng thành, hắn không chỉ có thể khiến thần hồn chi lực tiến thêm một bước, mà pháp môn tu luyện thần hồn mà hắn muốn sáng tạo cũng có thể thành công. đến lúc đó cũng có thể truyền thụ cho hứa thiên diệp để hắn có thêm một số thủ đoạn bảo vệ mạng sống. đợi đến khi giải quyết xong chuyện của hứa thiên diệp, hắn có thể về ẩn âm thầm tu luyện. thế giới không có hắn tồn tại sẽ ổn định hơn tên ngốc và bọn cảnh tuyết, thiên nhạc cũng sẽ không như kiếp trước, bị cuốn vào cuộc tranh giành vạn giới bi nào đó. Nhưng muốn vào hợp hoang tông, tìm cơ hội vào bí cảnh tìm cửu U Đăng Xà thì đương nhiên phải nghĩ cách. Nếu chỉ dựa vào thực lực để vào, e là khó có thể được cấp cao tin tưởng. Cách tốt nhất, chính là lễ vật ra mắt. Thật khéo, Lý Tam trưởng lão này tàn hại vô số đệ tử trong linh môn, vừa vặn đáng chết. Sau khi cuộc tranh giành Long Môn Hoàng Đạo kết thúc, các thế lực tông môn lần lượt rời đi, tin tức về mộ dung thiên cũng dần dần được truyền ra ngoài. Một võ giả đến từ hạ giới, kiếm pháp cao siêu, thế mà lại vượt cấp giết chết thượng quan hiểu, hơn nữa còn mang chân thân chân long, lại được tàn hồn tổ long, tương lai chắc chắn không thể nào đông đếm được. Mà ngoài hắn ra, ô thi nghị, Lý Trường Sinh đều lựa chọn gia nhập đạo môn. Bởi vì ở đó, bọn họ quả thực có thể có được tài nguyên tốt hơn để trưởng thành. Đặc biệt là sau khi khoảng cách với mộ Dung Thiên ngày càng lớn, hai người bọn họ càng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cho nên gia nhập đạo môn chính là lựa chọn tốt nhất. Còn về Đông Phương Thanh Mục tên này hẳn là biết đến lúc đó Lý Trường Sinh và Ô Thi Nghị nhất định sẽ kéo hắn vào đạo môn, giống như trước đây đã kéo hắn đi vào tử lộ, cho nên vào đêm mộ Dung Thiên tỉnh lại, hắn đã lẻn trốn mất, chỉ để lại một bức thư. Đại ý là, hắn bản tính lười biếng, không thích đánh đánh giết giết, cũng không thích tranh cường đấu thắng, chỉ thích cả đời nhàn nhã đến thượng giới cũng là vì lo lắng bị lão già nhà mình ở thiên huyền càng nhằn. Bây giờ hắn muốn tìm một nơi ẩn cư, vô ưu vô lo sống một cuộc sống bình lặng, tương lai nếu có cơ hội thì gặp lại ở đạo môn. Đối với suy nghĩ không muốn tiến thủ này của hắn, Lý Trường Sinh và ô thiên nghị tức giận không nhẹ, lúc đó đã định đuổi theo tìm hắn về, ngược lại mộ dung thiên lại nhìn thoáng hơn, ngăn bọn họ lại. Mỗi người đều có những thứ mình hướng tới, Đông Phương Thanh Mộc đã không thích cuộc sống như vậy thì cứ để hắn đi. Đến đây, bốn người thiên huyền giới, mỗi người đều đi trên con đường của riêng mình. Còn danh ngạch đạo môn, mộ dung tự mình sẽ dựa vào thực lực của mình để giành lấy. Bốn người hẹn ước, 600 năm sau, gặp lại ở đạo môn. Trên bầu trời, một pháp khí phi hành hình hoa sen. Mộ dung thiên thật sự cho rằng người đó là sư phụ của hắn sao, Liễu Vân thấm nhẹ giọng mở lời hỏi. Đúng vậy, hắn vẫn luôn cho rằng thẩm an tại đó chính là nham lý sư bá lăng phi sương gật đầu đáp lại thẩm an tại ánh mắt liễu vân thấm hơi run rẩy lẩm bẩm nhắc lại cái tên này trong đầu nàng không hiểu sao lại mơ hồ hiện lên dáng vẻ của đệ tử linh môn không mấy nổi bật trước cửa long môn ngày đó nhưng lúc đó đối phương hẳn là đã cải trang cho nên nàng cũng không biết đối phương trông như thế nào sư phụ phong chủ nham lý hắn thật sự chưa chết sao có lẽ là vì dáng vẻ chắc chắn của mộ dung thiên khiến cho lúc này ngay cả lăng phi sương cũng có chút không kiên định liễu vân thấm nhìn nàng mỉm cười dịu dàng hắn sẽ trở về nữ tự áo xanh nhìn về phía xa ánh mắt lưu luyến dù sao thì lời thẩm an tại nói hắn chưa từng nuốt thẩm an tại lăng phi sương hơi nhíu mày tại sao sư phụ cũng gọi trưởng lão nham lý là thẩm an tại liễu vân thấm chỉ cười cười bởi vì cái tên thẩm an tại này nghe hay hơn nham lý nghe giống như đám trương tam lý tứ vậy lăng phi sương hơi sửng sốt cũng thử đọc một câu phong chủ thanh vân phong thẩm an tại nàng lẩm bẩm dường như đúng là thuận miệng hơn từ đạo vực đến ma vực đi thuyền bay bằng tinh thạch cũng phải mất hơn hai tháng trong thời gian đó thẩm an tại dẫn theo hứa thiên diệp đi một mạch cũng gặp phải một số kẻ không biết điều nảy sinh lòng dạ xấu xa trong số đó có những kẻ đạo mạo giả danh người chính đạo cũng có những kẻ tu luyện tà ma quỷ quái hành sự mờ ám điều này cũng khiến hứa thiên diệp nhận thức đầy đủ về sự hiểm ác của thế giới bên ngoài mặc dù trong linh môn hắn đã từng chứng kiến không ít chuyện tương tự nhưng so với thế giới bên ngoài thì quả thực là chuyện nhỏ không đáng kể có những người có thể tỏ ra rất thân thiết với ngươi trên bề mặt nhưng sau lưng lại toan tính điều gì đó đen tối hứa thiên diệp trên đường không chỉ một lần cảm thán nếu không có thẩm tiền bối trên con đường này hắn không biết đã chết bao nhiêu lần cuối cùng khi mùa đông đến tuyết trắng bay đầy trời bọn họ đã đến bên ngoài sơn môn của hợp hoang tông đây là một dãy núi tràn ngập sự quyến rũ muôn hoa đua nở sương mù màu hồng bao phủ mặc dù chỉ quan sát từ xa nhưng hứa thiên diệp đã cảm thấy có chút bồn chồn tựa như chỉ cần đến gần dãy núi này thôi cũng có thể khơi dậy những ham muốn bản năng nhất của con người thẩm an tại sợ hắn bị ảnh hưởng nên đã đặc biệt cho hắn một số loại đang dược thanh tâm dưỡng hồn còn tiểu vân sau khi long khí nhập thể chứng hàng độc của nàng đã thuyên giảm đôi chút nhưng muốn giải quyết hoàn toàn chứng song hồn vẫn cần thẩm an tại tiếp tục điều trị ba người đáp xuống từng bước tiến về phía trên núi sơn môn của hợp hoang tông không hoành tráng như linh môn ngược lại giống như một tòa thành phố hỗn loạn với những lầu xanh và nhà thổ sang sát nhau mà những người canh giữ cổng thành cũng là mấy tên đệ tử thanh niên khoác vai bá cổ mắt sáng quắc không biết đang bàn tán chuyện gì bẩn thỉu thậm chí có một số nữ đệ tử ăn mặc hở hang đi trên đường bỗng bị một số đệ tử có thực lực mạnh mẽ kéo vào trong ngõ các nàng không những không phản kháng hay tức giận mà còn rất phối hợp pháp môn song tu của hợp hoang tông đối với các nàng mà nói những chuyện này chính là cơ hội tốt để nâng cao thực lực tu luyện với những người có thực lực càng mạnh các nàng càng có thể nhận được nhiều lợi ích tất nhiên một số người có thiên phú cực cao hoặc tu vi cực cao cũng sẽ không tùy tiện tìm người làm lô đỉnh pháp môn này cũng chú trọng đến sự tương xứng chỉ khi bạn đời và bản thân đều cực kỳ ăn ý về mọi mặt thì pháp môn mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Ê, mấy ngươi, đang làm gì vậy? Có người chú ý đến ba người thẩm an tại, lập tức hét lớn, giọng điệu điếu nhân lan đương. Thậm chí có một người, ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ mà hứa thiên diệp cổng trên lưng, hai mắt sáng lên. Mặc dù trông chỉ mới mười mấy tuổi, chưa phát triển hoàn thiện nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đó đã có vài phần tư sắc. Đối mặt với sự tra hỏi của mấy người, hứa thiên diệp nhìn sang bên cạnh. Còn thẩm an tại cũng không nói nhảm, trực tiếp vất tay áo. Một cái đầu nhúng máu lăn lông lốc đến dưới chân bọn họ. Cảnh tượng đẫm máu này khiến bọn họ kinh ngạc, nhất thời như lâm đại địch. Nhưng khi nhìn thấy diện mạo của cái đầu đó, một đệ tử có chút hiểu biết nào đó đồng tử co rút, há hốc mồm. Đây là, tam trưởng lão ngoại môn của Linh Môn. Tiếng kinh ngạc vang lên, Mấy người đều lộ vẻ kinh hãi. Thì ra là trưởng lão của Linh môn, trở về bẩm báo với tông chủ của các ngươi, tại Hạ Thẩm An tại đã nghe danh Hợp Hoang Tông từ lâu, đặc biệt đến bái phỏng. Giọng điệu của Thẩm An tại vô cùng hờ hững, dáng vẻ đó giống hệt như những kẻ tu luyện tà đạo giết người không chớp mắt. Hơn nữa, trên người hắn còn tỏa ra sát khí nồng nặc, khiến những đệ tử Hợp Hoang Tông đối diện với hắn đều vô thức dời mắt đi. Người này, sát khí nồng nặc quá. Rốt cuộc đã giết bao nhiêu người? Thẩm An Tại, trước đây chưa từng nghe nói đến, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đối mặt với sự kinh ngạc của mọi người, Thẩm An Tại không cảm thấy bất ngờ gì. Hắn tự nhận mình không phải là loại tà tu đại gian đại ác, nhưng những người chết dưới tay hắn cũng không phải là ít. Ngày thường sát khí ẩn giấu, người ngoài không nhìn ra điều gì nhưng giờ đã nhập ma đạo, đương nhiên không cần che che giấu giấu nữa. Mấy người kinh ngạc, lúc này đều thu lại thái độ điếu nhân lang đương vừa rồi, trong thần sắc lộ ra thêm vài phần kiên dè và cung kính. Tiền bối chờ một chút, vãn bối sẽ đi bẩm báo ngay. Có thể giết chết Lý Tam trưởng lão, giết bọn họ cũng giống như bóp chết một con gà con. Huống hồ nơi này không phải là chính đạo, nếu người ngoài thực sự giết bọn họ, cũng không có quy tắc môn phái đạo đức giả nào hạn chế. Không lâu sau, đệ tử đi bẩm báo đã trở lại, sắc mặt cung kính. Tiền bối, tông chủ mời ngài vào. Dẫn đường đi. Thẩm An tại sắc mặt bình thản dẫn theo hứa thiên diệp đi theo đệ tử đó vào thành. Bên trong, không ít người nhìn thấy Thẩm An tại mặc áo bào trắng, hai bên tóc mai bạc trắng trông giống như một người chính đạo. Tất cả đều lộ ra vẻ mặt không thiện ý nhưng khi ánh mắt Thẩm An tại lướt qua, những người đó chỉ cảm thấy thức hải rung lên, toàn thân lạnh toát. Với trình độ âm luật hiện tại của Thẩm An tại, muốn giết những tên tiểu tốt này, chỉ cần một ánh mắt là đủ. Đi chưa được bao lâu, trước mắt thẩm an tại xuất hiện một cung điện trong vô cùng phấn hồng rèn châu bằng lụa hồng chung gió len ken tiền bối mời đệ tử đến trước điện đưa tay ra đón ở bên ngoài đợi ta thẩm an tại khẽ mở miệng sau đó bước vào hứa thiên diệp đáp lại ngoan ngoãn cổng em gái ở bên ngoài chờ đợi vừa bước vào điện thẩm an tại liền khẽ hít mũi một mùi hương thoang thoảng thoảng qua giống như mùi hoa sâu trong điện một chiếc giường gỗ tử đàn lớn được đặt rèm đỏ buông xuống mơ hồ có thể nhìn thấy một nữ tử có thân hình mảnh mai nằm nghiêng bên trong dường như đang ngủ trưa ngay cả khi cách một lớp rèm châu cũng có thể thấy thân hình của nữ tử hoàn hảo đến cực điểm đôi chân dài khép lại hơi cong khiến người ta không khỏi muốn tiến lên xem cho rõ tại hạ thẩm an tại bái kiến tông chủ hợp hoang tông thẩm an tại hơi không người khẽ mở miệng thẩm an tại cái tên hay giọng nói mềm mại vang lên bên tai vành tay thẩm an tại hơi nóng như thể có người đang thở vào bên cạnh hắn một nữ tử cao ráo mặc áo hồng đang dựa vào vai hắn mắt như hoa đào môi như điểm son làn da trắng nõn nà như thể có thể thổi bay thậm chí qua lớp áo hồng hơi hở hơi lỏng lẻo đó có thể nhìn thấy khe rãnh sâu hung hút không ngờ thẩm đạo hữu lại túng tú đến vậy nữ tử thở ra như hương lan lại tiến lên cọ sát thêm mấy phần bờ vai thẩm an tại mềm mại mùi hương nữ tử nhàn nhạt thoang thoảng, nếu đổi lại là người khác chỉ sợ đã sớm tâm viên ý mã. Nhưng Thẩm An tại là người như thế nào, không nói đến việc trước đây hắn chính là hóa thân của vạn giới bi, từng cô đơn tịch mịch vô hình vô chất vạn vạn năm tháng. Chỉ nói đến trình độ ảo thuật âm luật hiện tại của hắn đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, đối mặt với sự cám dỗ như vậy, trong lòng hắn thậm chí không gợn lên một chút sóng gió. Chỉ là sắc mặt hờ hững, không chút cảm xúc mở miệng. Xin tông chủ thu hồi mị thuật, không cần thử thách thẩm mổ thẩm an tại chỉ liếc nhìn nữ tử bên cạnh một cái rồi thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn về phía chiếc giường lớn sâu bên trong có thể không bị ảnh hưởng bởi lục dục hương xem ra vẫn là bản tông chủ đã coi thường thẩm đạo hữu không trách được nhiều năm như vậy có thể tự do ra vào linh môn giọng nói hơi kinh ngạc vang lên lần này không còn ở bên tai nữa mà là ở phía trước rèm trướng tự động nâng lên lộ ra toàn bộ dung nhang của nữ tử nằm nghiêng bên trong tuyệt mỹ, khuynh thành. Mặc dù thẩm an tại vừa nhìn thấy nàng đã ngẩn người ra. Tất nhiên, không phải là bị mỹ thuật của nàng ảnh hưởng. Mà là vì đối phương thức sự quá xinh đẹp, thậm chí còn có thể nhìn thấy được bóng dáng của liễu vân thấm trên người nàng. Chỉ là cảm giác, chứ không phải dung mạo và khí chất. Rõ ràng liễu vân thấm dịu dàng như vậy, còn nữ tử trước mắt lại hoàn toàn khác. Nhưng lại khiến thẩm an tại có cảm giác như vậy. Đây chính là tông chủ hợp hoang tông, nữ tử được ca tụng là đệ nhất tuyệt sắc của chính vực. Tương truyền người này trời sinh linh cốt, có thể khiến bất kỳ ai cũng không tự chủ được mà nảy sinh hảo cảm cực lớn, là người trong mộng của thiên hạ. Không chỉ thẩm an tại có thể nhìn thấy bóng dáng của liễu vân thấm trên người nàng, e rằng bất kỳ ai khác khi nhìn thấy nàng lần đầu cũng sẽ nảy sinh tình cảm vi diệu đó, giống như nhìn thấy nữ tử mà mình ngày đêm mong nhớ vậy. Trên mặt bản tông chủ có hoa sao, đáng để thẩm đạo hữu nhìn chầm chầm như vậy, nữ tử tuyệt sắc kia mỉm cười không hề có chút phong trần nào ngược lại còn có chút thoát tục như tuyết trắng trên thiên sơn thánh khiết không thể gần không phải chỉ là nhìn thấy được bóng dáng của một người quen cũ trên người tông chủ thẩm an tại cũng trả lời thành thật sắc mặt bình thản ha ha câu này bản tông chủ không biết đã nghe bao nhiêu người nói rồi bọn họ nghĩ gì bản tông chủ đều biết rõ ràng nữ tử chỉ cười cười không để ý nàng từ từ đứng dậy bước một bước đã biến mất tại chỗ nhanh thật đồng tử thẩm an tại co lại từ từ quay đầu lại nữ tử kia đã xuất hiện sau lưng hắn quả nhiên là tông chủ hợp hoang tông người được xưng là bách mị tiên quân cường giả bất hủ chỉ riêng tốc độ này nếu muốn giúp mình e rằng dễ như trở bàn tay nói đi đến hợp hoang tông rốt cuộc có chuyện gì bách mị tiên quân thản nhiên mở miệng ta đến để gia nhập hợp hoang tông Thẩm An tại vào thẳng vấn đề. Gia nhập, bách mị tiên quân hơi nhướng mày, đôi mắt đẹp kia như mang theo vài phần ý cười thích thú. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng bản tông chủ sẽ đồng ý cho ngươi gia nhập hợp hoang tông, chẳng lẽ chỉ vì cái đầu của một trưởng lão ngoại môn linh môn, nàng nói, lông mày dần lạnh đi, sát ý tỏa ra. Thẩm An tại có thể cảm nhận rõ ràng, xung quanh lạnh đi rất nhiều, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên từ tận đáy lòng. Nhưng hắn không hề hoảng sợ, mà nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mắt, không ti không can. Ngươi gây ra động tĩnh không nhỏ trong linh môn, Giấc không ít người, khiến linh môn gần đây truy đuổi đệ tử hợp hoang tông của ta trên chiến trường vực ngoại, tổn thất không ít tinh anh, món nợ này còn chưa tìm ngươi tính toán, ngươi lại còn muốn gia nhập hợp hoang tông, bách mị tiên quân từ từ giơ tay lên, bóp chặt cổ thẩm an tại. Một luồng sức mạnh vô hình tràn vào cơ thể hắn, như muốn phá hủy sinh cơ của hắn. Nhưng đối mặt với tất cả những điều này, thẩm an tại không hề có bất kỳ động tác nào chỉ nhàn nhạc mở miệng là ma đạo tông môn từ khi nào lại học theo những danh môn chính phái trọng tình trọng nghĩa như vậy trong ấn tượng của thẩm mổ người ma đạo vẫn luôn coi trọng lợi ích ồ trong mắt thẩm đạo hữu bản tông chủ lại là người bạc tình bạc nghĩa như vậy sao bách mị tiên quân nhướng mày đang định nói thì đột nhiên sắc mặt hơi đổi nhìn chằm chằm hắn vẻ mặt kinh ngạc ngươi lại không có tu vi không đúng nàng đổi giọng trầm xuống vài phần. Sức mạnh nhục thể của ngươi đã có thể sánh ngang với cực cảnh đỉnh phong nhưng không có tu vi, ngươi làm sao có thể chỉ dựa vào nhục thể mà đạt đến cảnh giới này. Đây chính là lợi ích mà thẩm mổ có thể mang lại cho hợp hoang tông, thẩm mổ luyện chế được không nhiều đan dược, chỉ cần là thứ ngươi có thể nói ra, đều có thể luyện chế. Thẩm an tại sắc mặt bình thản, cúi đầu nhìn bàn tay ngọc ngà thon dài vẫn đang bóp cổ mình, nếu tông chủ vẫn định bóp chết thẩm mổ, có thể dùng thêm chút sức. Bách Mị Tiên Quân sửng sốt, vội rút tay về. Cùng với cảm giác mềm mại biến mất, ngay cả Thẩm An Tại cũng không khỏi có chút khác thường trong lòng nhưng rất nhanh đã tan biến. Thẩm đạo hữu khẩu khí thật lớn, không biết là dược sư phẩm mấy, Bách Mị Tiên Quân hơi gật đầu, cũng thu sát ý lại. Nàng vốn không có ý định giết chết đối phương, mặc dù cách làm của hắn thực sự gây ra một số rắc rối cho Hợp Hoang Tông nhưng giờ xem ra lợi ích thực sự lớn hơn. Không biết, Thẩm An Tại lắc đầu, không biết. Câu nói này khiến Bách mị tiên quân nhất thời sửng sốt, có chút không phản ứng kịp. Tên này rốt cuộc là cố ý hay thực sự không biết trình độ của mình, người ngay cả mình là dược sư phẩm mấy cũng không biết, mà dám nói khoác lác như vậy, có phải nói khoác lác hay không, thử một chút là biết. Thẩm An tại mỉm cười, nếu tông chủ không tin vào thực lực của thẩm mổ, không bằng chuẩn bị một số dược liệu, thẩm mổ có thể luyện chế tại chỗ. Người muốn dược liệu gì? Bách mị tiên quân hiếp mắt một cây thiên niên chú hồn thảo, bảy lạng hổ phách căn 700 năm, hai cánh hoa của lục diệp thần hoa 3.000 năm theo từng tên dược liệu mà Thẩm An Tại nói ra, lông mày của bách mị tiên quân cũng nhíu chặt hơn. Nàng nhìn Thẩm An Tại nhiều hơn, vẻ mặt khó hiểu, mang theo vài phần ý cười. Những thứ này đều có giá trị không nhỏ, thứ nào cũng cực kỳ hiếm, hơn nữa những dược liệu này kết hợp, Thẩm Đạo Hữu chẳng lẽ muốn luyện chế đan dược cực phẩm, thất tinh phân hồn đan, Thẩm An Tại hơi kinh ngạc xem ra bên ngoài cũng không hiểu rõ lắm về bách mị tiên quân thẩm mổ không biết bách mị tiên quân lại còn tinh thông dược đạo bản tông chủ cần gì phải nói mọi chuyện ra ngoài như ngươi muốn lừa gạt dược liệu e rằng tìm nhầm người rồi bách mị tiên quân bước đi thân hình hóa thành khói bụi biến mất khi xuất hiện trở lại đã ngồi trên giường nàng mắt mày quyến rũ cười doanh doanh nhìn thẩm an tại bản tông chủ dù sao cũng đã ba nghìn bảy trăm tuổi rồi không phải là tiểu nha đầu chưa trải sự đời Ngươi muốn chứng minh bản lĩnh của mình thì tự nghĩ cách đi, dược liệu ta sẽ không đưa cho ngươi một thứ nào. Câu nói này khiến thẩm an tại nhớ mày, trong lòng thở dài. Xem ra quả nhiên cáo già vẫn không dễ lừa như vậy, điều này cũng khiến ý định muốn kiếm chát một khoản của hắn thành mây khói. Nhưng thẩm mổ hiện tại hai bàn tay trắng, muốn chứng minh bản thân, chỉ hận năng lực tài chính không đủ. Nhưng thẩm an tại vẫn thở dài lên tiếng, sau đó lắc đầu quay người. Đã không có cơ hội, xem ra là thẩm mổ không có duyên với sơn môn, không có duyên ở bên cạnh bách mị tiên quân mà người đời mơ ước, cáo từ. Đứng lại. Giọng nói hơi lạnh vang lên, bước chân thẩm an tại dừng lại. Ngươi coi hợp hoang tông là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao, bách mị tiên quân bắt chéo chân ngọc, nhẹ nhàng lắc lư. Mọi người đều là người thông minh, bất kể ngươi đến hợp hoang tông với mục đích gì, bản tông chủ đều có thể cho ngươi nhưng tiền đề là ngươi phải chứng minh mình có năng lực đó. Nàng hơi gật đầu, thản nhiên nói. Vừa hay ba tháng nữa, Ma Đan Môn sẽ tổ chức một cuộc đại hội luyện đan, khi đó các bậc thầy dược đạo của ma vực đều sẽ đến, bản tông chủ muốn ngươi tại đại hội đó, giành được một trong ba vị trí đầu, nếu ngươi thành công, ta sẽ cho ngươi chức vụ dược phong chủ phong của hợp hoang tông, nếu không thành, vậy thì trở thành một trong số hàng trăm nghìn viên đan dược đó đi. Thẩm An tại khóe miệng hơi nhếch lên, quay người chắp tay. Ba vị trí đầu không có gì thú vị, đã tông chủ muốn dùng lửa thử vàng, vậy thì thẩm mổ sẽ thay tông chủ giành vị trí đầu chơi. Đứng đầu, bách mị tiên quân sửng sốt, nhìn chầm chầm vào người trung niên áo trắng bình thường trước mắt, đột nhiên mỉm cười, như trăm hoa đua nở, say đắm lòng người. Khẩu khí thật ngông cuồng, vậy thì bản tông chủ sẽ rửa mắt chờ xem, nếu ngươi không giành được vị trí đầu, hậu quả của việc treo đùa bản tông chủ sẽ rất nghiêm trọng đấy, nàng bước tới, cẩn thận quan sát người trước mắt. Nếu không giành được vị trí đầu, thẩm mổ tùy ý tông chủ xử trí thẩm an tại khoanh tay sau lưng tỏ ra vô cùng tự tin tốt bách mị tiên quân mỉm cười tiện tay ném ra một lệnh bài tạm thời cho ngươi một thân phận khách khanh nó sẽ dẫn ngươi đến dược phong tự mình tìm chỗ ở bên đó nói xong nàng lại đặc biệt nhắc nhở một điểm đừng trách bản tông chủ không nhắc nhở ngươi những người sống trong dược phong đều là trưởng lão nơi ở càng gần đỉnh núi thì địa vị càng cao quý trên đỉnh dược phong còn trống một vườn trúc là vị trí của cựu dược phong chủ phong nhưng hắn đã chết cách đây vài năm những năm gần đây hai vị trưởng lão của dược phong vẫn luôn tranh giành vườn trúc này nếu ngươi có bản lĩnh hãy giành lấy được thẩm an tại nhà nhạt đáp lại quay người rời đi nhìn theo bóng lưng hắn ánh mắt bách mị tiên quân lóe lên đối với người này nàng rất tò mò một người không có tu vi trước đây cũng vô danh tiểu tốt vậy mà chỉ bằng sức mạnh của thân thể đã đạt đến cực cảnh đỉnh phong đây không phải là chuyện đơn giản. Ngoài một số người của ma tộc có thể làm được thì nàng rất ít thấy người nhân tộc có thể đạt đến mức độ này. Hai tên kia không phải là kẻ dễ chọc, bản tông chủ muốn xem xem, người có thể mang đến bất ngờ gì. Nàng nói, trong lòng cũng dâng lên một chút mong đợi. Tiền bối. Thấy người đi ra, hứa thiên diệp vội vàng tiến lên. Đi thôi, đến dược phong. Thẩm an tại khoanh tay đứng đó, dựa vào cảm ứng của lệnh bài, bay về phía dược phong nói là dược phong nhưng trông giống một độc phong hơn khói tím bốc lên khắp nơi đều có thể nhìn thấy những con trùng độc chết người thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy hai ba xác chết trúng độc đang được một số đệ tử cẩn thận di chuyển tuy nhiên những làn khói tím này lại không thể nào tiếp cận thẩm an tại hắn từng bước đi lên không lâu sau đã đến trước một vườn trúc đã có phần hoang vắng so với thanh vân phong thì khí thế hơn hẳn lớn hơn nhiều chỉ là đã lâu không có người ở và chăm sóc giờ đây đã cỏ dại mọc um tùm, trùng độc đầy đất đi phá cấm chế đi liếc nhìn xung quanh thẩm an tại nhàn nhạt nói vâng hứa thiên diệp gật đầu nhẹ nhàng đặt cô gái đang hôn mê dưới gốc cây thông sau đó tiến lên hắn vừa phá cấm chế thẩm an tại vừa quan sát cơ thể của tiểu vân thần hồn trong cơ thể nàng đã ngày càng lớn mạnh mơ hồ có dấu hiệu nuốt chửng ý thức của bản thân xem ra không còn nhiều thời gian nữa. Thẩm An Tại hơi nhíu mày. Long khí đã có nhưng nếu muốn tuyệt hậu hoạn thì cần thêm một viên đan dược. Nếu trong vòng một năm không thể luyện chế được thất tinh phân hồn đan, e rằng cô bé này sẽ gặp dữ. Những nguyên liệu đó cực kỳ hiếm, hắn đúng là không lấy được, chỉ có thể nhờ vào nguồn lực của hợp hoang tông. Hơn nữa, nếu muốn vào bí cảnh mà Lý Tam trưởng lão nói, cũng phải dò hỏi nhiều hơn ở hợp hoang tông, phải xây dựng uy tín. Đại hội luyện đang 3 tháng sau, đúng là một cơ hội tốt. Gan to thật, dám xông vào vườn trúc của phong chủ, ngay khi thẩm an tại đang thăm dò tình hình bên trong cơ thể tiểu vân, tiếng quát tháo đột nhiên vang lên. Quay đầu nhìn lại, hai lão già hóa thành lùng sáng bay đến. Một người hai mắt trũng sâu, thân hình thấp bé, gầy như que củi, trên vai còn cuốn một con rết lớn. Một người khác thì mặt mày hồng hào, lưng hùng vai gấu, mái tóc đỏ như lửa và bộ râu quai nón rậm rạp rất bắt mắt người lên tiếng chính là lão già tóc đỏ thấy hứa thiên diệp đang cố gắng phá cấm chế hắn tức giận lập tức vung một cái tác ầm ầm mây độc ngập trời hóa thành bàn tay khổng lồ nghiền nát uy thế mạnh mẽ khiến cả đất trời rung chuyển nhận ra nguy cơ sau lưng sắc mặt hứa thiên diệp đại kinh vừa mới quay đầu lại liền thấy một bóng lưng mặc áo trắng xuất hiện sau lưng mình nhẹ nhàng vung tay áo gió lớn nổi lên mây độc ngập trời tan biến ánh nắng hiếm hoi chiếu xuống đỉnh núi này thấy chủ lực của mình lại bị người trước mắt hóa giải dễ dàng như vậy sắc mặt lão già tóc đỏ hơi đanh lại ngươi là ai thẩm an tại liếc nhìn hai người hai cực cảnh thất phẩm thực lực cũng tạm được ta là tân nghiệm dược phong chủ phong thẩm an tại lời này vừa nói ra lão già gầy và lão già tóc đỏ đều sửng sốt nhìn nhau lão già tóc đỏ tức giận cười cái thứ vớ vẫn gì thế, cút sang một bên, hắn vừa nói, cơ bắp toàn thân đột nhiên cuồn cuộn, trực tiếp lao ra một quyền đập xuống. So thân thể với thẩm mổ, ngươi còn kém xa. Thẩm an tại sắc mặt lạnh lùng, một tay vươn ra, đột nhiên bẻ mạnh. Trắc, á, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đồng tử lão già gầy co rút, sắc mặt kinh hãi. Vậy mà, chỉ dùng một tay đã đỡ được một quyền của vân liệt trưởng lão, còn trực tiếp bẻ gãy xương của hắn, thân thể của Vân Liệt, từ lâu đã được dùng đan dược nuôi dưỡng không kém gì binh khí nửa bước cực đạo, trong tay người này, vậy mà lại không chịu nổi một kích, ra tay liền muốn giết người, đúng là môn phái ma đạo. Thẩm An tại bóp chặt tay Vân Liệt, lạnh lùng nói. Thế nào, còn muốn đánh nữa không? Vân Liệt nghiến răng nghiến lợi, tỉnh táo lại từ cơn đau đớn nhưng lại cười gằn. Đánh! Lão tử xem lát nữa khi ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, có còn cứng rắn như vậy không? Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trên bàn tay thẩm an tại bóp chặt cổ tay hắn có những đường vân màu đen đang bò lên nhanh chóng lan về phía mạch máu của hắn thấy cảnh này lão già gầy cũng hơi nhếch mép ánh mắt lộ vẻ chế giảo tiểu tử ngay cả lão phu cũng không dám tiếp xúc gần với lão độc vật này loại cửu trùng phệ tâm độc này của hắn một khi dính vào sẽ sống không bằng chết ngay cả nửa bước bất hủ cũng phải cân nhắc ngươi trước mặt thẩm mổ mà dùng độc các ngươi đừng có chọc thẩm mổ cười thẩm an tại lắc đầu nụ cười có phần chế giảo. Hừ, lão tử xem ngươi còn cứng miệng được đến bao giờ, Vân Liệt hừ lạnh một tiếng, muốn rút tay ra nhưng lại không thể nhúc nhích. Vậy thì ngươi hãy nhìn cho kỹ. Thẩm An tại sắc mặt bình thản, không làm gì cả nhưng những đường vân màu đen trên cánh tay hắn, lại như thể chạm phải thứ gì đó đáng sợ, bắt đầu rút lui với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Điều này, không thể nào, dù là vân liệt hay lão già gầy, lúc này đều kinh hãi biến sắc ngươi đã tự tin với loại độc này như vậy vậy thì hãy tự mình thử xem thẩm an tại vừa thản nhiên nói liền thấy những đường vân màu đen đó lại ngược lại xuất hiện trên cánh tay vân liệt hơn nữa tốc độ lan tràn trở nên cực nhanh chỉ trong một hơi thở cả cánh tay của hắn đã chằng chịt những đường vân độc màu đen ư á cơn đau như vạn con sâu gặm nhấm truyền đến cảm giác đau đớn thấu xương khiến mặt mày vân liệt dữ tợn thẩm an tại buông tay hắn lập tức co quắp trên mặt đất toàn thân co giật. Cửu trùng vệ tâm, chủ yếu là tra tấn. Mặc dù hắn vội vàng vận chuyển công lực độc để chống đỡ nhưng căn bản không thể ngăn cản được loại độc tố đột nhiên mạnh gấp nhiều lần này xâm nhập vào tim. Trong lúc vội vàng, hắn lấy thuốc giải nuốt ừng ực. Tuy nhiên, độc tố chỉ chậm lại đôi chút, căn bản không có dấu hiệu thuyên giảm. Không thể nào, ngươi đã làm gì, vân liệt nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kìm nén độc tố, không tin nhìn chầm chầm vào trung niên áo trắng đang nhìn xuống mình trước mắt. Chỉ thay đổi đường đi của độc tố xâm nhập vào tim mạch của ngươi thôi, chỉ dựa vào đang giải độc, không thể hoàn toàn loại bỏ được loại độc cửu trùng phệ tâm này của ngươi. Thẩm an tại sắc mặt bình thản lướt qua hắn, ánh mắt nhìn về phía lão già gầy. Đối với việc ta trở thành phong chủ của dược phong này, ngươi cũng có ý kiến sao? Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại khiến lão già gầy căng thẳng toàn thân, sắc mặt ngưng trọng. Người trước mắt không biết lai lịch, không nhìn thấu tu vi nhưng thủ đoạn của hắn rõ ràng không phải là thứ mà mình có thể chống lại. Hừ, cho dù ngươi có thân thể cường đại, giỏi về thuộc độc thì thế nào, lão già gầy phản ứng lại, đôi mắt đó đột nhiên biến thành đồng tử dọc lạnh lẽo, giống như rắn vậy, lạnh lẽo. Hứa thiên diệp chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, một nỗi hoảng sợ khó tả dâng lên. Còn thẩm an tại bị ánh mắt này khóa chặt, lại là sắc mặt bình thản tự nhiên. Một người giỏi về độc thuật, một người giỏi về ảo thuật đúng là thủ đoạn quỷ quyệt mà ma đạo thường dùng. Nhưng so với tạo nghệ ảo thuật, thẩm mổ cũng ở trên ngươi. Hắn bình thản vút đàn trong hư không. Vù, cùng với tiếng đàn vừa chói tai vừa như âm thanh thiên nhiên mâu thuẫn vang lên, sắc mặt lão già gầy khẽ biến, sau đó đột nhiên trở nên điên cuồng. Ha ha ha, hắn vừa cười điên cuồng, vừa nước mắt lưng tròng chạy loạn khắp nơi. Kẻ gian ác đa đoan, đáng chết, giết người phải đền mạng, hắn một tay nắm chặt dao găm, định đâm vào tim mình, sắc mặt trông rất chính nghĩa, thậm chí hơi thở cũng trở nên hạo nhiên. Không, giết người mới là thú vui, tiếng kêu thảm thiết trước khi kết thúc cuộc sống, dáng vẻ đáng thương khi bọn họ hấp hối, chẳng phải là biểu cảm tuyệt vời nhất trên đời sao, đột nhiên, hắn lại lộ ra nụ cười dữ tợn, con dao găm đâm vào tim dừng lại. Hắn vừa rồi còn đầy chính khí, đột nhiên trở nên ma tính ngút trời, điên cuồng vô cùng. Cảnh tượng lặp đi lặp lại như vậy, khiến hứa thiên diệp và vân liệt đều ngây người kẻ sau thậm chí quên mất mình còn đang trúng độc ngơ ngác tại chỗ đây rốt cuộc là thủ đoạn gì thật sự trực tiếp khiến một tôn giả cực cảnh thất phẩm trở nên điên cuồng giống như trong cơ thể hắn có hai loại nhân cách chính tà đang chém giết tranh cãi vậy thẩm an tại nhìn cảnh này sắc mặt bình thản pháp thuật này không phải của hắn chính là tam tuyệt thần âm tuyệt thứ ba chính tà song sinh lão già gầy lúc này e rằng nội tâm đã hoàn toàn rơi vào ma tâm chính tà khó có thể thoát ra được quy năng của thuật này có thể sánh ngang với pháp tắc tam giai nhìn thấy đạo tâm của hắn sắp hoàn toàn sụp đổ dưới sự tra tấn này thẩm an tại mới nhẹ nhàng phất tay áo giải trừ tam tuyệt chi thuật đồng thời ngưng gió thành kim đâm xuyên qua không trung vào người vân liệt loại bỏ độc trùng khi tình hình bên trong cơ thể của hai người dần ổn định hai người nhìn lại trung niên áo trắng đang khoanh tay đứng đó sắc mặt vô cùng kiên dè thực lực của người này Tuyệt đối không phải là thứ mà hai người bọn họ có thể chống lại, thế nào? Còn có ý kiến gì không?" Thẩm An tại ánh mắt hờ hững, nhìn xuống hai người. "Không, không dám, hai người không còn khí thế ngạo mạn như vừa rồi nữa." Nhìn nhau, sau đó nghiến răng quay đầu bỏ đi. Nhìn hai luồng lưu quang đi xa, Thẩm An tại không đuổi theo, cũng hiểu bọn họ đi làm gì. Tiếp tục phá cấm chế. Thẩm An tại liếc nhìn Hứa Thiên Diệp đang ngây người, nhàn nhạt nói. "Vâng, vâng." Tiền Bối, Hứa Thiên Diệp phản ứng lại, quay người tiếp tục phá trận nhưng trong lòng lại dậy sóng. Hai cường giả cực cảnh, vậy mà khi hai đánh một cũng không có khả năng làm kẻ địch với Thẩm Tiền Bối, đây chính là thực lực mạnh mẽ trong Đại Điện Tông chủ Hợp Hoang Tông. Tông chủ, Thẩm An tại kia rốt cuộc là ai, vậy mà dám tự ý chiếm cứ dược phong, thật sự không coi Hợp Hoang Tông ta ra gì. Đúng vậy Tông chủ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, người của Hợp Hoang Tông ta lại để cho một người ngoài ức hiếp e rằng hai người đứng trước điện chắp tay giọng điệu kích động ai nói với các ngươi hắn là người ngoài giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo uy nghiêm của người đứng đầu vang lên bên trong rèm nữ tử nằm nghiêng không có bất kỳ động tác nào câu nói này cũng khiến hai người sửng sốt có chút không phản ứng kịp không phải người ngoài vậy là gì thẩm an tại chính là khách khanh trưởng lão do bản tông chủ đích thân định đoạt cũng có thể là dược phong chủ phong tương lai nếu các ngươi không muốn hắn đứng trên đầu các ngươi thì cứ việc đàn áp bản tông chủ sẽ không can thiệp giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ vang lên khiến vân liệt và lão già gầy mặt lộ vẻ đắng chát nếu có thể đàn áp thì bọn họ còn đến đây làm gì lão già gầy nắm bắt được hàm ý trong lời nói của đối phương do dự mở miệng xin hỏi tông chủ có thể là dự phong chủ phong tương lai là có ý gì ba tháng sau hắn sẽ cùng các ngươi tham gia nhân đan đại hội nếu hắn có thể giành được vị trí đầu tiên Bản tông chủ sẽ đích thân tuyên bố hắn chính là phong chủ mới của Dược Phong Hợp Hoang tông ta. Nhân Đan đại hội. Vị trí đầu tiên. Hai người kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Nhân Đan đại hội, đến lúc đó tham gia đều là các tôn giả dược đạo hàng đầu ma vực, bất kỳ ai cũng đều có trình độ luyện chế đang dược cực đạo, hắn thật sự có bản lĩnh này sao? Tại sao thuộc hạ chưa từng nghe qua danh thẩm an tại này, rất nhanh thôi, các ngươi sẽ nghe thấy. Bách mị tiên quân nhà nhạc mở miệng, vung tay đuổi hai người đi, đồng thời trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ thẩm an tại lại thực sự có chút bản lĩnh, vậy mà ngay cả hai tên này cũng không làm gì được hắn. Phải biết rằng, thủ đoạn quỷ quyệt mà bọn họ giỏi, cũng từng vượt cấp giết chết không ít cực cảnh đỉnh phong. Ngoài điện, sắc mặt của hai người đều có chút khó coi, nhìn nhau, vân liệt nói, vị trí dược phong chủ phong, tuyệt đối không thể để một kẻ ngoại lai mới đến chiếm lấy. Hừ chẳng lẽ ngươi không nghe tông chủ nói sao, hắn phải giành được vị trí đầu tiên của nhân đan đại hội mới có thể nhậm chức dược phong chủ phong, lão già gầy cười lạnh, nhân đan đại hội, cường giả như mây, không nói đến ma đan tiên quân là môn chủ của ma đan môn, cho dù là hắc viêm tôn của vi ma tộc, diệu thượng nhân của gia tộc bắc thần, bọn họ đều có bản lĩnh luyện chế nửa bước bất hủ đan, tạo nghệ dược đạo, chỉ kém hơn những dược sư bất hủ của chính đạo. Hơn nữa, nhân đan đại hội lần này, nghe nói còn thảm liệt hơn lần trước, biết đâu, Hắn cũng sẽ giống như vị phong chủ trước, trở thành một trong những nhân đang treo ở cửa sơn môn của ma đang môn, nghe hắn nói vậy, trong lòng vân liệt cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng. Cũng đúng, vị phong chủ trước chính là cường giả cực cảnh đỉnh phong, tạo nghệ dược đạo cũng không kém, vẫn khó thoát khỏi oan hồn ác quỷ của nhân đang đại hội, trở thành vật liệu của ma đang tiên quân, huống chi là hắn. Hừ, cứ tạm thời để hắn tiêu giao 3 tháng, dù sao thì sớm muộn gì cũng phải chết trong nhân đang đại hội ta thấy cô nhóc bên cạnh hắn có nhan sắc không tệ, đợi hắn chết, lão phu sẽ luyện nàng thành lô đỉnh, giúp ta tu hành, nửa tháng trôi qua rất nhanh. Đỉnh Dược Phong, mảnh vườn trước kia đã sớm thay đổi diện mạo. Cấm chế cũng được thẩm an tại bố trí lại mới, so với sự âm u hỗn loạn trước đây, giờ đây cỏ cây xanh tươi, bầu trời trong xanh. Thẩm an tại bê một chiếc ghế mây, ngồi bên vách đá, nhìn cảnh sắc muôn màu muôn vẻ của núi rừng, ngắm mây trôi mây tụ, cảm nhận khoảnh lặng thoải mái hiếm khi biết là nếu có một con sông thì tốt rồi, còn có thể câu cá. hắn vừa lắc đầu vừa nằm xuống. Ung Dung tự tại ngân nga một điệu nhạt nhỏ. Lá đào nhọn hoắt nhọn hoắt, lá liễu che kín cả trời. Hứa Thiên Diệp ngồi xếp bằng bên cạnh, cố gắng luyện hóa long khí mà Mộ Dung Thiên cho hắn. Cái bình kia tuy trong không lớn nhưng bên trong lại chứa rất nhiều long khí, ít nhất cũng nhiều hơn tổng số mà Mộ Dung Thiên cho tất cả mọi người lúc trước. Đợi đến khi luyện hóa hoàn toàn hắn sẽ có thể bước vào thánh cảnh. Mà dạo gần đây, bọn họ cũng rốt cuộc rảnh rỗi. Bệnh hàng độc của Tiểu Vân tuy đã bị long khí áp chế, hàng khí dần trung hòa nhưng trong cơ thể vẫn còn một tàn hồn khác, muốn chữa khỏi tận gốc, vẫn phải trông chờ vào thất tinh phân hồn đan. Thời gian tiếp theo, Thẩm An tại gần như luôn ngồi bên vách đá, suy nghĩ về việc cải thiện tam chuyển luân hồi quyết. Thỉnh thoảng lại ngân nga một khúc nhạc nhỏ, cũng khiến hứa thiên diệp khá kinh ngạc. Trước đây ở Linh Môn, hắn chưa từng thấy tiền bối thoải mái như vậy mặt trời lặn trăng lên mãi đến khi vân liệt bưng một cái bản lên núi thẩm an tại mới từ từ mở mắt ba tháng đã đến đã đến lúc đến nhân đan đại hội rồi ma vực giữa một dãy núi đỏ như máu thay ma khắp nơi yêu thú hoành hành hai nữ tử thông dong đi dạo đều đeo mạng che mặt một nữ tử mặc áo xanh thân hình đầy đặn trông có vẻ không còn trẻ nữa còn một nữ tử khác mặc áo trắng đôi mắt như nước mùa thu, khí chất nhu nhược dịu dàng, làn da hơi trắng bệnh. Cảnh tuyết, phía trước chính là địa phận của ma đan môn, nhân đan đại hội sắp bắt đầu, ngươi có chắc là muốn tá thử cơ hội này để cải thiện vạn độc tâm kinh không? Giọng điệu của nữ tử áo xanh có chút nghiêm túc, dường như không muốn đối phương đến ma đan môn. Vâng, Lam Vũ trưởng lão, những năm gần đây công pháp của cảnh tuyết đã vào bình cảnh, muốn đột phá, cần phải tìm vật cực độc, thánh vật thiên tà thiềm của ma đan môn chính là vật liệu tốt nhất, lần này mở nhân đan đại hội ra bên ngoài, cũng là cơ hội duy nhất để ta có thể vào sơn môn. Tiêu cảnh tuyết nhẹ gật đầu, đôi mắt nhu nhược lại mang theo ý chí kiên định. Chuyện của sư huynh gần đây được truyền bá rộng rãi, nàng cũng nghe nói. Mặc dù rất vui khi sư huynh có thể có được cơ duyên lớn như tàn hồn của Tổ Long nhưng điều này cũng khiến nàng càng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Đã qua nhiều năm như vậy, dưới sự vung đắp của vô số tài nguyên của Dược Tông, bây giờ nàng mới chỉ là thánh cảnh ngũ phẩm nếu không cố gắng e rằng không bao lâu nữa sẽ bị sư huynh vượt qua vì vậy nàng nhất định phải khiến vạn độc tâm kinh trở nên mạnh mẽ hơn công pháp của dược tông không ít thánh tâm công minh ngọc quyết đều là pháp bất hủ với thiên phú của ngươi hoàn toàn có thể tu luyện tại sao lại nhất quyết muốn tu luyện độc công lam vũ có chút không hiểu tiểu gia hỏa trước mắt này tuy rằng mới vào dược tông mấy năm gần đây nhưng thiên phú dược đạo của nàng lại có thể gọi là yêu nghiệt chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã giành được danh ngạch ứng cử tông chủ dược tông trong môn phái có không ít người theo đuổi tương lai có hy vọng trở thành dược đạo tiên quân thực sự thậm chí trở thành dược đế đầu tiên ra đời ở nam cửu vực trong vạn năm cảnh tuyết biết hạng mức cao nhất của vạn độc tâm kinh không kém gì thánh tâm công minh ngọc quyết chỉ là hiện tại cảnh tuyết chưa tìm ra được phương pháp thực sự mà thôi ngoài việc nuốt chửng độc trùng nhất định còn có con đường khác để nâng cao tiêu cảnh tuyết nhẹ giọng nói trong ánh mắt có một loại cảm xúc khác thường giọng nói nhỏ đi mấy phần hơn nữa trong lòng cảnh tuyết vạn độc tâm kinh là công pháp mà bất kỳ công pháp nào cũng không thể so sánh được nghe nàng nói như vậy lam vũ cũng chỉ có thể thở dài bất lực nói cho cùng thì cũng chỉ là một công pháp hạ giới mà thôi cho dù lợi hại đến đâu thì làm sao có thể so sánh với pháp trấn phái của dược tông hơn nữa nếu cố chấp tu luyện độc công tương lai chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến vị trí tông chủ dược tông của nàng nhưng nàng cũng không thể nói thêm gì nữa Nhà đầu này trông có vẻ nhu nhược nhưng tính tình lại rất cố chấp, chuyện đã quyết định, người ngoài khó có thể thay đổi, cũng không biết là ai dạy ra. Hơn nữa, nhân đang đại hội lần này chẳng phải cũng là một cơ hội để rèn luyện và giao lưu sao? Tiêu Cảnh Tuyết mỉm cười, nhẹ giọng nói. Thôi được, nói không lại ngươi nhưng nếu ngươi đã quyết định thì cứ thoải mái làm đi, mọi chuyện có ta. Lam Vũ thở dài, không còn khuyên nàng nữa. Đang lúc hai người nói chuyện, trên bầu trời mây Đột nhiên có lưu quang lóe lên. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm năm người, đứng đầu là một nữ tử tuyệt đẹp mặc áo hồng, cho dù chỉ là thoáng nhìn cũng khiến hai người có chút ngẩn ngơ. Đó là đợi đến khi lưu quang đi xa, tiêu cảnh tuyết mới hoàn hồn từ sự thất thần, có chút kinh ngạc. Trước mặt nữ tử đó, nàng không tự chủ được mà nảy sinh một cảm giác tự ti. Mỹ cốt thiên thành, người đó hẳn là tông chủ hợp hoang tông, Bách mỹ tiên quân. Lam Vũ cũng hoàn hồn, May mà mình dùng bí pháp ẩn dấu tu vi, nếu không thì đã bị phát hiện rồi. Bách mị tiên quân Tiêu Cảnh Tuyết nhìn về phía xa, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên ngực. Không biết vì sao, vừa rồi trong lòng nàng đột nhiên có một loại cảm giác rung động. Nàng hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: "Nam tử mặc áo trắng bên cạnh nàng là ai?" Lam Vũ lắc đầu: "Không biết, chính vị trưởng lão của Hợp Hoang tông ta đều đã từng gặp, không có hắn nhưng nếu đã đến Nhân Đan đại hội thì hẳn là trưởng lão Dược Phong mới đến của Hợp Hoang tông." trưởng lão dược phong tiêu cảnh tuyết lẩm bẩm sau đó gật đầu lam vũ trưởng lão chúng ta tiếp tục lên đường thôi sao vậy từ nãy đến giờ ngươi cứ thất thần hai người kia ngươi quen sao bách mị tiên quân hơi quay đầu lại tò mò hỏi thẩm an tại im lặng lắc đầu nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh trong một thời gian dài mặc dù chỉ là vội vã đi ngang qua thoáng nhìn mặc dù nha đầu kia che mặt nhưng hắn vẫn nhận ra ngay nha đầu cảnh tuyết không phải đang ở dược tông sao sao lại xuất hiện ở trong địa phận ma vực này chẳng lẽ thẩm an tại đột nhiên nhíu mày trong lòng nặng nề nha đầu này sẽ không phải muốn đến tham gia nhân đan đại hội chứ nàng không biết rõ sao nếu bị những người kia biết nàng là đệ tử dược tông sẽ gây ra hậu quả gì sao không nói đến thân phận của nàng chỉ nói đến dung mạo của nàng e rằng cũng sẽ khiến những ma đầu tà đạo kia thèm muốn trong lúc nặng nề hắn lại thầm may mắn may mà mình cũng đến nhân đan đại hội này dù thế nào cũng phải bảo vệ nàng bình an vô sự hơn nữa vừa khéo công pháp dược độc mà mình cải tiến ở linh môn trong thời gian đó cũng có thể tìm cơ hội truyền thụ cho nàng cổng ma đa môn được xây dựng trên một vùng đất khô cằn xung quanh tà khí ngập tràn ngay cả cây cối cũng mọc lên kỳ dị nhìn vào ban đêm trông giống như những con quỷ dữ nhe nanh múa vuốt nơi này quả không hổ danh là sơn môn dược đạo mặc dù không giống như danh môn chính phái sơn thủy hữu tình nhưng cũng có thể thấy linh thảo ở khắp mọi nơi tất nhiên phần lớn đều là những thứ âm tà nếu nuốt vào có thể giúp võ giả ma đạo tăng thực lực võ giả chính đạo nếu nuốt vào còn phải trừ bỏ tà lực bên trong đối với ma đạo mà nói nơi này quả thực là một vùng đất phong thủy bảo địa hợp hoang tông đến cùng với việc thẩm an tại và những người khác bay vào một vùng trũng có thể nhìn thấy linh hồn trôi nổi khắp nơi có đệ tử ma đang môn hô to. Trong vùng trũng, có một đàn tế lớn rộng lớn được xây dựng, xung quanh có 6 cây cột đá khổng lồ dựng đứng, cùng với ngọn lửa ma chơi lơ lửng. sáu cây cột đá, trong đó đã có 4 cây có người đứng trên đó. Còn ở những nơi thấp hơn bên dưới 6 cây cột đá, còn có nhiều cột đá nhỏ hơn, cũng có không ít người đứng. Nhưng hiển nhiên, chỉ có những thế lực mạnh mẽ thực sự che trời che đất ở ma vực mới có tư cách đứng trên 6 cây cột đá đó mỗi nhóm người, nhìn qua đều không phải là kẻ dễ chọc. Không phải là sát khí ngút trời thì cũng là âm hiểm khác thường, hoặc là một mình ôm một cái bình, ánh mắt vô hồn. Chỉ cần nhìn khí chất là có thể phân biệt được, những người này e rằng đã giết không biết bao nhiêu oan hồn vô tội. Ngược lại, người hợp hoang tông trong bình thường hơn một chút. Mặc dù vân liệt và lão già gầy cũng không phải là thứ tốt lành gì nhưng ít nhất không có sát khí và tử khí đầy người, chỉ là trong xấu xí một chút, khí chất âm u một chút bách mị tiên quân ngươi cuối cùng cũng đến rồi lão phu nhớ ngươi muốn chết trên một cây cột đá nào đó một thanh niên ôm một cái bình trong tay giọng khàn khàn truyền ra từ trong bình ngay sau đó một cái đầu béo ú chui ra từ trong bình hai mắt nheo lại thành một khe hở trên mặt có vô số thịt thừa trông giống như một khối u thịt bách mị tiên quân chỉ liếc nhìn bên kia sắc mặt bình thản âm khôi lão quái cái thứ đó của ngươi bấy lâu nay vẫn chưa mọc ra nhớ bổn tọa có tác dụng gì, lời nói mang theo sự mỉa mai rõ ràng, khiến những người trên cột đá khác cười ầm lên. Âm khôi lão quái cũng không tức giận, chỉ cười hắc hắc, giọng điệu nhẹ nhàng. Lão phu không có nhưng lão phu vừa vặn có ba phân thân khôi lỗi, không vừa vặn sao, hắc hắc. Thật đáng thương, ngay cả chuyện đó cũng phải nhờ đến khôi lỗi, xem ra chú thuật khôi lỗi của ngươi không chỉ nguyền rủa thân thể của ngươi, mà còn cướp đi cả niềm vui cơ bản nhất khi làm người, chật 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 bách mị tiên quân cũng không phải là kẻ dễ chọc hắc 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 ngươi làm sao biết ta có vui hay không tiếng cười của khối u thịt trong bình có chút rợn người cùng với tiếng nước máu sôi ùn ụt cái đầu đó lại chìm xuống bách mị lần trước dược phong chủ của ngươi đều chết trong nhân đan đại hội bổn tọa còn tưởng lần này ngươi sẽ không đến trên một cây cột đá khác một lão già kỳ quái tóc bạc phơ mặt trẻ trung nhưng hai bàn tay lại khô héo như thân cây lên tiếng ha 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 Diệu thủ huynh đệ nghĩ quá đơn giản về vị bách mị tiên quân này rồi, lần trước dưới tay ngươi đã thiệt hại lớn như vậy, lần này nàng chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng để lấy lại thể diện. Bên cạnh, một tráng hán tóc đỏ dựng ngược, ngay cả đôi mắt cũng đỏ ngầu lên tiếng, toàn thân hắn đều tỏa ra ma khí đỏ rực mút trời, khí tức không yếu. Hai tên phế vật cực cảnh các ngươi, muốn tìm đường chết hay muốn tìm cái chết, bách mị tiên quân liếc nhìn bọn họ, không hề che giấu sát ý trong mắt. Nhưng đối mặt với ánh mắt của nàng, hai người đó lại không hề hoảng loạn. Được chết dưới tay mị thuật của bách mị tiên quân, làm quỷ cũng phong lưu, ha ha ha, người trước lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, lười nói thêm. Toàn thẩm an tại đánh giá bọn họ, ánh mắt hơi nheo lại. Âm khôi lão quái, nghe đồ người này cũng là cảnh giới bất hủ, lúc nhỏ từng bị một ma môn bắt về nuôi nhốt làm chất dinh dưỡng, thậm chí còn bị chặt đứt tứ chi biến thành người que. Nhưng không biết hắn có cơ duyên gì mà lại tình cờ học được tà thuật hoang cổ chú khôi thuật dựa vào công pháp nguyền rủa cả chính mình này, hắn đã giết sạch tất cả mọi người trong ma môn đó, biến tất cả thành người que, sau đó dần vặt từ từ cho đến chết. Có lẽ vì bản thân khiếm khuyết nên tâm lý hắn cực kỳ biến thái, bất kỳ ai chống đối hắn đều sống không bằng chết. Còn hai người khiêu khích nói chuyện lúc nãy, một người chính là diệu thủ thượng nhân của bắc thần gia tộc, một người là dược sư đứng đầu của vi ma tộc, diêm ma tôn. Cho dù là bắc thần gia tộc hay vi ma tộc, thực lực tổng hợp đều không yếu hơn hợp hoang tông. Hơn nữa vì bọn họ là những dược sư mạnh nhất trong thế lực của mình nên không sợ hãi, căn bản không lo bách mị tiên quân dám giết bọn họ. Còn về việc giết chết hắn trong nhân đan đại hội thì cũng phải xem người mà nàng mang đến có bản lĩnh đó hay không. Ồ, bách mị cô nương đến nhanh như vậy, thậm chí còn nhanh hơn cả bản sơn chủ một bước. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên truyền đến một giọng nói không nam không nữ. ngẩng đầu nhìn lại, một nam tử có vẻ ngoài tà mị, thân trên để lộ ra, từng bước từng bước đạp lên kiếm khí mà đến. Hắn có thân hình hoàng mỹ, làn da hơi ngâm đen kết hợp với những đường nét cơ bắp, cộng thêm khuôn mặt tà mị, có sức hấp dẫn khác thường. Không ít nữ võ giả ma đạo có mặt ở đây, khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên đều ngây ngẩn cả người. Thẩm an tại hơi nheo mắt lại. Sơn chủ kiếm cốt sơn, kiếm cốt tiên quân, nói là sơn chủ nhưng thực ra chỉ là một tán tu, sở dĩ nói là sơn chủ là vì số lượng nhân tộc, ma tộc và yêu tộc hắn giết đủ để xương trắng chất thành núi hơn nữa điều khiến người ta kiên dè dạ nhất ngoài kiếm đạo mạnh mẽ và bí ẩn của người này còn là hắn cực kỳ am hiểu dược đạo lần trước nhân đang đại hội người đứng đầu là ma đan tiên quân người đứng thứ hai chính là hắn tên diệu thủ thượng nhân kia chỉ may mắn đứng thứ ba ngay cả khi đối mặt với sự treo chọc của âm khôi lão quái trước đó bách mị tiên quân vẫn tỏ ra chế giảo không hề tức giận ngược lại khi nhìn thấy kiếm cốt tiên quân này sắc mặt nàng lại lộ ra vẻ khó chịu. Thế nào, chuyện lần trước nói, bách mị cô nương đã cân nhắc thế nào rồi, có cần bản sơn chủ giúp ngươi giết lão già kia không? Kiếm cốt tiên quân mỉm cười, không đáp xuống cây cột đá đã chuẩn bị cho hắn, mà lại đáp xuống trước mặt bách mị tiên quân, đồng thời chỉ tay về phía diệu thủ thượng nhân không xa. Người sau giật giật khóe miệng, sắc mặt khó coi. Chỉ cần ngươi ở cùng bản sơn chủ một đêm, cho ta nguyên âm chi khí của ngươi, điều kiện này, không quá đáng chứ, nhìn khuôn mặt đáng ghê tởm của hắn bách mỹ tiên quân lộ vẻ chán ghét nhẹ nhàng dựa xa một bên đầu xinh đẹp tựa vào vai thẩm an tại giọng nói mềm mại thật đáng tiếc ngươi đến muộn một bước rồi cảm nhận được hơi nóng phả ra từ vành tai thẩm an tại hơi nhíu mày lùi sang một bên cái thứ gì thế này muốn lấy mình làm bia đỡ đạn sao cút sang một bên chơi đi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha